Xin chào tất cả anh em nha. Anh em có một số phụ tùng chia sẻ với anh em ha. Đây thì có cái vỏ đầu. Thì vỏ đầu bình thường á, thì mình bán cái vỏ đầu thì nó chỉ có cặp xương bắp và cặp chân rít thôi. Anh em. Thì còn bữa nay cái vỏ đầu này á thì nó có luôn cái nắp xương bắp nè. Nắp tròn nha, ốc của nắp xương bắp. Cái này mình tháo ra để mình lấy cam cò ra. Để khách của mình có nhu cầu xài bộ cam cò đẹp VIP thì mình tháo ra mình bán cho nên cho khách của mình thì dư ra cái vỏ như vậy. Bình thường mình bán cho anh em cái vỏ 800 là nó sẽ không có cái nắp xước bắp, không có nắp tròn, không có ốc, không có luôn cái bugi. Nó chùi lủi ha. Thì còn cái này nó có như vậy. Bộ này là 1 triệu. Còn như trường hợp anh em mà không muốn lấy mấy cái món như mình vừa kể trên thì 800. Thì cái vỏ đầu không á thì anh em về lấy cam cò của xe anh em lắp qua là xài ok. Tại vỏ đầu của rim 125 mà nó có cái lỗ để bắt cái co si. Lỗ nó bắt co si như vậy. Anh em muốn mua nguyên vậy vẫn có luôn anh em. Đó, nguyên cái này vẫn có luôn, là nguyên bộ như vậy. Nguyên bộ đây, đây là bộ đầu lòng xử lý khí thải không có coi xăng, bán xả cho anh em luôn. Bộ này chỉ có 4 triệu 2 thôi nghe nè, 4 triệu 2 ở Tân Đa nha. Nước nhôm zin không qua tẩy rửa, mình tháo xe sao là để như vậy nè, không có tẩy rửa gì này nha. Ở Tân Đa 4 triệu 2. Muốn mua lồng lẻ cũng có luôn. Như cái lồng này 2 triệu 1 nè. Lồng mình nó có luôn cái bát bát lồng, bát bẩn đó, tăng cam zin không có tháo. 2 triệu 1. Mình không có đó giờ chưa có bán cái nào mà lên tới 2 triệu 3 đâu. Đẹp cái nào đẹp cũng có tầm 2 triệu 2 đầu lại. Thì mình bán xả cho anh em cái lồng ở Tân Đa. Ở Tân Đa gòn còn zin luôn nè. Nhưng mà khách của mình á, người ta gắn vô người ta nói nó hơi bị hở bạc. Thì mình bán xả cho anh em để mà anh em lên cốt 1 nè. Thì mình bán xả cho anh em thì vừa có tăng cam luôn. Bình thường anh em mua tăng cam cũng hết 300 ngàn mua chưa được nữa. Đó. Mình bán nguyên cung lơi này về cho anh em xử lý. Đó. Chỉ có 1 triệu 2 thôi. 1 triệu 2 mình bán với cái giá này là giá về cho anh em lên cốt nha. Vì vậy anh em đừng có hỏi về gắn vô sao ra khói nha, cái đó là chuyện của anh em. Mình bán cái giá này để cho anh em về xử lý. 1 triệu 2. Còn đây là cốt cam cặp cò, hắc cốt cặp cò bên trong đầy đủ cụm lê này mình bán cho anh em chỉ có 800 ngàn thôi của riêng 125. Còn đẹp nha anh em, không bị khuyết nè. Anh em về có thể vào cho FI được luôn, cái full nail FI, full XFI. Là cái vỏ đầu mới nè, vỏ đầu mới cho anh em xem là cái vỏ đầu mới nó như thế nào. Vỏ đầu mới thì anh em thấy nó hoàn toàn nó không có gì hết, nó không có chi tiết phụ gì bên trong nha, ngay cả con ốc chỗ này nó cũng không có luôn. Cái này là vỏ đầu đời 209 FI, là nó vẫn có cái chỗ bắt cái co si luôn, từ 2010 11 là nó sẽ không có. Đó. Một cái vỏ đầu gì là 1 triệu 8 nè, 1 triệu 8 đắt của nó là 219, vỏ đầu của quay y 209 nha. Anh em mua vỏ đầu này với bộ cam cò để vô là ok. Cam cò ha, mua thêm sức bắp chân gích, chi tiết này cũng quan trọng nè. Mua con ốc này, này ốc này nó có cái chốt ở trong nữa vậy. Đây là đồng hồ của quay 125 nghe nè, quay 125 mẫu phu 2, mẫu phu 2 mở ra cho anh em xem ha.
Đồng hồ này thì giá của nó là 2 triệu 250 nha anh em, 2 triệu 250 có luôn dây điện. Dây điện á, anh em về phải câu lại cái nút mở đèn, tại xe Thái á, là nó mở đèn suốt à, nó không có công tắc đèn ha, nên về phải xử lý cái nút công tắc đó. Hàng mới 100%, lâu lâu mới có hàng này nè, đát 2024 luôn à. Lắp lên phu hài muốn lên giống ngoài 125S là chỉ cần thay đồng hồ, báo xăng và dây điện sườn, mắt đọc cái đường ép là ok. Còn đây là đồng hồ quay y 210, cái nền màu xanh, quay y 209, 207 đến 209 thì cái nền nó màu vàng. Thì đây mình chỉ có bán của 210 thôi. Cái đắt của nó là tháng 11 2023 nè. Một cái như vậy là 2 triệu 2 nè, 2 triệu 2 một cái. Hàng này thì nó không phải lúc nào nó cũng có, lúc nó đứt hàng rồi có khi có tháng 2 tháng nó chưa có hàng về nữa. Anh em lắp vào cho full neo cũng được, full ít cũng được, neo kim muốn lên đồng hồ điện tử cho giống FI thì chỉ cần thay báo xăng, đường dây điện với đồng hồ này là ok. Còn đây là hai cái đồng hồ rim 125 thì nó có dây điện sẵn luôn, một cái đi 4.000 mấy và một cái đi 25.000. Thì cái này á là 1,2 triệu, còn cái này 1 triệu. Cái này nó có luôn cái chớp nè, cái này nó không có. Cái này thì nó chỉ có đóng bụi thôi nè, về vệ sinh sơ cái còn hoạt động bình thường, dây nhợ thì không có đứt nối, ok, dắt là ok, không bị cắt nối ha. Xăng về quá trời luôn anh em, một cái nắp gì nè cho anh em xài cho gắn cho quay ghim full neo, full hai full led được luôn. Đó, cái gì như cái một nắp ghim là có 160.000 thôi. Hàng ghim thì nó có một chấm mực nhỏ này nè, màu xanh này hoặc là màu màu tím tùy theo mã, trong là 7 màu đẹp. Đây là thùng xăng, báo xăng 2 giây, báo xăng 2 giây luôn anh em. Anh em mà muốn lên đồng hồ điện tử phải thay cái báo xăng. Đó. Báo xăng này là 450, thùng xăng này rẻ hơn, thùng xăng chỉ có 420 thôi. Thùng xăng này là của neo, neo kim, nắp xăng 1,1 triệu. Thì có mấy cây cần số của quay 125 nghe nè, quay cần số 125 thì nó có một loại của 2010 và một loại của 2003, 2003 là dành cho phu 2 đó. 2010 thì nó màu gam, thì tất cả hay xài chung được hết nha. Như cần số này anh em có thể xài qua cho chiếc quay Alpha đời mới vẫn được luôn. Ok, như là kèm một cái cao su Thái, cần số Thái, cao su Thái là 208. Còn trường hợp mà anh em mà muốn cho nó đồng bộ đẹp luôn á thì mình mua luôn con ốc số 10 để bắt cần số. Ốc này cũng anh em lấy chung là tính cho anh em chỉ có 20.000 thôi, là chẳng 300. Còn mua lẻ là con ốc là 25.000 ha. Cần số rim 125 mà nó rẻ hơn anh em, cần số rim 125 mà anh em mua cần không á là chỉ có 220.000 thôi. Anh em mua thêm con ốc, ốc 20 nữa, mua kèm theo cái cần số 20 nữa là 240 à. Để lõm anh em mã 702, cái mã 702 là cái mã nó cái chữ có chữ Sinta, cái màu nó hơi sậm hơn cái màu của cái mã 952. Cái mã 952 thì nó không có chữ Sinta, cũng
tại dĩa đang nhóng giá lên nè anh em. Chữ sinh ta cái màu nó hơi đậm hơn tí xíu, cái mã mà không chữ giờ mình không có lấy hàng nữa. Hiện tại là cái mã có chữ này là 750.000 cái, anh em lắp vào cho RS được nè, quay S đời 2.7 được nè, phu neo phu 2 xài đi lõm là ok. Ở đây thì có con heo zin luôn, con heo zin thì giá nó hơi cao, heo zin của nó là 1.550.000. Còn con heo cũng zin nữa nhưng mà cái kiểu để dành cho anh em trẻ tuổi chơi á, dọn kiển á, đây vàng đồng 1.350.000 có luôn bố thắng. Còn thằng zin thì nó không có bố thắng, cái mẫu zin nó không có bố thắng này nè, em phải mua thêm cặp bố thắng nữa. Thì mình có hai mẫu đèn lái dành cho hai xe mà phổ biến mà anh em hay chơi nhất, đó là phu 2 và phu neo. Nhưng mà đèn lái của mình á là đèn lái của quay y 2010 thì nó khác nhau chút đỉnh nha nè. Giá của nó thì 7 xị một cái, có luôn cái bóng đèn bên trong, đèn xi nhan, đèn lái chụp mica, cái mã ở tầng lây nè đó. 700 một cái. Còn qua đây thì cứ dành cho phu 2, phu 2 thì giá 650.000, 650.000 một cái. Nó cũng có bóng đèn, cũng có đuôi đầy đủ nha nè, như dắt nó xài chung luôn nè, dắt chung luôn, 5 chân đây cũng 5 chân nè. Có hai cái bô rim 125 nghe nè, một cái bô đi lướt và một cái bô đi hơi nhiều chút xíu, thì cây này mới gửi lên nên chưa có tháo ra. Mình quay cái này trước đây. Cây này là bao với anh em là bô zin, mặt tiền đẹp nè, dĩ bô là không bị chày, ốc là không xét. Ốc không xét. Đít là không có dặm tuốt lại. Đít bô á, bụng dưới nè, bụng dưới nó như vậy nè. Bộ này không có rửa nè, anh em về rửa sơ là cái này nó dính dơ thôi, lấy xà bông trà sơ cái rồi bà. Này mình bán xả bộ này cho anh em chỉ có 2.1 thôi, còn như cây bên đây nó xấu hơn chút xíu, cây bên đây 1.9, pin 125 rồi nè, nó nặng hơn cái bộ neo và nó nổ êm hơn luôn, anh em có thể gắn neo được, gắn cho phu 2 được luôn. Đây là cái bô mã KBH900 là cái đời mà nó hai dĩ bô á, dĩ trước dĩ sau. Còn cái mã KBH700 là nó chỉ có dĩ sau, nó không có dĩ trước. Bô này bô thái cái nè, nguyên cây gì nè, nguyên cây gì là 1.350.000. Còn anh em muốn lấy dĩ bô với ốc thì tính thêm ha. Một chút mình sẽ khui ra và mình lắp cái dĩ bô vô cho anh em coi ha. Đây mình trước khi mình lắp lên đó, thì mình quay cho anh em xem cái dĩ bô trước nha. Dĩ bô đây nó có hai loại, cái loại này thì nó chỉ có 200.000 thôi, cái loại này là của Honda Việt Nam, còn loại này là Honda Thái. Thì cái mã nó giống nhau hết luôn rồi nè, nó chỉ khác cái xuất xứ thôi. Cái mã KBH700 là dành cho phu Chanel, còn mã KBH900 là dành cho phu 2, thì nó khác nhau ở chỗ cái lỗ này chút xíu à, chứ nó không có khá gì nhiều. Hiện tại cái mã KBH900 mình hết rồi, mình còn cái mã của phu Chanel thôi là KBH700. Đây là phần dĩ bô trước, dĩ bô trước thì nó không có dĩ Thái nha nè, dĩ bô trước nó có Việt Nam thôi. Dĩ bô trước nếu mà anh em xài hàng Thái á, thì nó sơn đen chứ nó không có xi bóng gì. Ốc thì mình xài ốc Việt nha, ốc Thái không có hàng, tại vì người ta nhập về nó ốc Thái mắc quá. Khi mình nếu mà gáp lên cây bô hoàn chỉnh nó tới 2.4 hay 2.5 luôn, nên người ta không chịu. Đa số anh em chơi ốc Việt chỉ có dĩ là dĩ Thái, bô Thái thôi. Phụ kiện của nó mấy cái ạc gô, mấy cái cao su, mấy cái ốc. Đây là phần dĩ bô của quay 125 nè, mẫu phu neo anh em, vậy nó dày lắm,
vậy phần dĩ hàng Việt mình, dĩ hàng Việt mình bên trong nó cũng không sắc sảo bằng. Mình gắn cái cao su với cái acro vô nè, này cái acro của nó đây, cao su đây để cho nó không bị rung, không bị lỏng, chạy nó không có đây nghe lên làng sàn vô nào mà tới mình nó nghe làng sàn là cái này nữa, cao su này nó bể rồi đó. 3 miếng cao su và 3 cái acro được gắn lên cái dĩa vô rồi nghe nè. Đây là phần dĩ vô trước đây nè, dĩ vô trước. Đây là phần ốc của dĩ vô, nó có hai con ốc, hai miếng lông đền la và hai miếng lông đền que. Vô quan 125 sau khi lắp dĩ trước sau rồi nghe nè. Bô này nó có phần dĩ Việt Nam và phần dĩ Thái, thì vậy anh em cần bô dĩ nào thì comment hoặc là gửi tin nhắn của Zalo mình mới báo giá được nha. Giá nó tầm 1 triệu mấy á, nếu mà hoàn thiện hết luôn dĩ ốc. Đây là cái yên của quay y hàng mồi mẫu Full Channel, anh em xài cho Full X hoặc Full Channel sang cơ FI đều được nha, hàng mới 100%. Bữa nay mình báo giá cho anh em luôn. Để lâu nó bụi thôi nè. Hàng mới. Mình báo cho anh em giá mới luôn nha. Chỉ có 1.150.000 thôi, 1.150.000 á. Giá này là mình không có tính phí ship vô trong đó, anh em nhận hàng thì trả tiền ship cho người ta. Rồi mình có quay sơ cho anh em xem số phụ tùng á, anh em cần món nào cứ lại trực tiếp xuống hội Zalo trên màn hình á, mình sẽ báo giá gửi hình ảnh chi tiết cho anh em xem. Cuối clip thì cảm ơn anh em gần xa đã dành chút thời gian xem hết video ha, anh em về clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.